Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu vi hay vô vi, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không, Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát? Thì khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không, Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát? Thì khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới
là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát? Thì khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát? Thì khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra
cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về địa giới cho đến thức giới là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về vô minh cho đến lão tử là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử